Bệnh hen phế quản có nguy hiểm không? Hen suyễn ảnh hưởng gì đến sức khỏe trẻ? Là những thắc mắc của nhiều cha mẹ có trẻ mắc hen. Số lượng trẻ bị hen đang có xu hướng tăng lên theo từng năm. Nếu không được phát hiện và điều trị tích cực, bệnh hen có thể đe dọa đến sức khỏe của trẻ. Giải đáp bệnh hen phế quản có nguy hiểm không? Theo số liệu thống kê của WHO, bệnh hen phế quản đang ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm triệu người trên thế giới. Và trong số đó bao gồm cả hàng triệu trẻ em. Định nghĩa về bệnh hen phế quản Nhiều ba mẹ luôn lo lắng rằng con bị bệnh hen phế quản có nguy hiểm không nhưng lại không hiểu rõ về căn bệnh này. Từ đó dẫn đến những quan niệm sai lầm làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của con. Bệnh hen phế quản hay hen xuyễn có bản chất là tình trạng viêm đường hô hấp. Khi bị kích thích, phế quản của người bệnh sẽ bị phù nề, co thắt. Lúc này đường thở sẽ bị hẹp lại làm cản trở quá trình hô hấp. Người bệnh không thể thở được bình thường và cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Triệu chứng của bệnh hen phế quản bao gồm khó thở, thở nhanh nông, tức ngực, ho nhiều, thở khò khè. Các triệu chứng thường xảy ra rất nhanh khi cơ thể bị kích thích. Một trong những yếu tố dễ gây khởi phát cơn hen là các dị nguyên từ ngoài môi trường như phấn hoa, lông chó mèo, khói bụi, virus hoặc tình trạng stress. Bệnh hen phế quản có nguy hiểm không? Câu trả lời cho ý hỏi bệnh hen phế quản có nguy hiểm không? Là có, mặc dù tỷ lệ tử vong do bệnh hen đã có xu hướng giảm do sự phát triển của y tế. Nhưng hen phế quản vẫn là một bệnh lý nghiêm trọng với trẻ nhỏ. Số liệu cho thấy, hen suyễn vẫn là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ phải nhập viện. Thậm chí một số trẻ đã phải nghỉ học để tập trung điều trị bệnh. Các yếu tố làm xuất hiện cơn hen luôn ở xung quanh trẻ. Trong sinh hoạt hàng ngày trẻ có thể vô tình tiếp xúc với các yếu tố này. Chẳng hạn như khói thuốc lá, phấn hoa, lông động vật, nước hoa, mùi sơn hoặc thuốc. Nếu biết được trẻ dị ứng với yếu tố nào, ba mẹ có thể chủ động loại bỏ ra khỏi môi trường sống của con tuy nhiên một số trẻ có thể lên cơn hen khi có cảm xúc mạnh tập thể dục gắng sức điều này gây khó khăn cho quá trình điều trị ngoài ra với mỗi trẻ thì đáp ứng của cơ thể lại khác nhau khi gặp cơn hen hầu hết trẻ sẽ có phản ứng thở gấp để bù lại lượng oxy thiếu hụt nhưng một số trường hợp sự co thắt có thể lan rộng hơn gây thiếu oxy trầm trọng lúc này trẻ gắng sức để thở nhưng vẫn không đủ để cung cấp oxy nếu không có biện pháp kịp thời dễ dẫn đến suy hô hấp thậm chí ngừng tuần hoàn nếu trẻ gặp phải cơn hen nặng nguy cơ suy hô hấp thì thường có biểu hiện rối loạn ý thức, nhịp thở yếu, tím tái, vã mồ hôi, hôn mê. Khi đã hiểu về vấn đề bệnh hen phế quản có nguy hiểm không, ba mẹ cần có biện pháp chăm sóc trẻ hợp lý. Theo các bác sĩ, tiên lượng trẻ sẽ tốt nếu được điều trị đầy đủ và luôn tuân thủ. Mức độ nặng khi trẻ mắc hen phế quản. Mức độ nặng là khái niệm phản ánh cường độ thực sự của quá trình mắc hen. Nghĩa là bệnh hen của con đang xấu đến mức nào và tiềm ẩn nguy cơ gì? Mức độ nặng của bệnh hen có thể đánh giá theo đặc điểm của triệu chứng và sự đòi hỏi phải dùng thuốc. Có thể chia thành 4 mức độ sau. Mức 1: Trẻ lên cơn hen ít hơn 2 ngày trong tuần và hoặc có ít hơn 2 lần trong tháng bị tỉnh giấc vào giữa đêm vì khó thở. Ngoài ra, bệnh lý thường không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của con. Mức 2: Các triệu chứng xuất hiện nhiều hơn 2 ngày trên tuần và hoặc trẻ tỉnh giấc nhiều hơn 2 lần trên tháng. Đồng thời cơn hen có thể ảnh hưởng nhẹ đến hoạt động sống của trẻ. Mức 3 cơn hen xảy ra hàng ngày và gây ra một số khó khăn trong sinh hoạt. Mức 4 trẻ gặp triệu chứng cả ngày và đòi hỏi phải dùng thuốc thường xuyên hơn. Các triệu chứng làm ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt bình thường của trẻ. Như vậy, với câu hỏi trẻ mắc bệnh hen phế quản có nguy hiểm không? Thì câu trả lời sẽ luôn là có nếu không được điều trị tích cực. Do đó ba mẹ cần đảm bảo trẻ tuân thủ điều trị và theo dõi trẻ sát sao hơn. Cách chăm sóc trẻ bị bệnh hen phế quản sau khi đã hiểu được bệnh hen phế quản có nguy hiểm không? Cha mẹ cần nắm vững những lưu ý chăm sóc bé bị hen tại nhà. Điều trị tại nhà tốt góp phần nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng phổi cho con. Kiểm soát các yếu tố làm trẻ lên cơn hen. Việc khởi phát các cơn hen thường xuyên sẽ làm tăng mức độ nặng và làm thay đổi cấu trúc phổi. Do đó, ba mẹ cần đảm bảo trẻ ít bị lên cơn hen nhất. Dưới đây là một số lời khuyên của chuyên gia khi chăm sóc trẻ bị hen. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, chăn gối, ga trải giường. Mẹ có thể dùng gối bằng sợi tổng hợp hoặc đệm không thấm nước cho trẻ. Nếu trẻ bị dị ứng với lông chó mèo hoặc phấn hoa, hãy loại bỏ chúng ra khỏi môi trường sống. Mẹ có thể loại bỏ gấu bông, thảm, rèm cửa để hạn chế bụi bẩn và lông động vật. Sử dụng máy hút bụi hoặc bộ lọc không khí. Hạn chế việc bé tiếp xúc gián tiếp với khói thuốc lá. Lưu ý những thực phẩm hoặc thuốc mà trẻ nhạy cảm tránh để trẻ có những cảm xúc mạnh hoặc vận động quá sức. Sử trí tốt khi trẻ xuất hiện cơn hen cấp. Hiểu biết về bệnh hen phế quản có nguy hiểm không thì bố mẹ cần nắm vững cách xử trí khi trẻ lên cơn hen. Điều này thường được các bác sĩ lưu ý khi bé nhà mình có chẩn đoán hen phế quản. Đầu tiên, bạn cần loại bỏ yếu tố kích thích khi trẻ có các dấu hiệu của cơn hen cấp. Sau đó là cho trẻ sử dụng các thuốc giãn phế quản có tác dụng nhanh dạng hít. Các thuốc này đã được bác sĩ kê cho trẻ và hướng dẫn cách sử dụng. Có thể là dạng hít trực tiếp dùng buồng đệm hoặc xịt họng. Hãy để trẻ nghỉ ngơi ở nơi thoáng và nới lỏng quần áo để dễ thở hơn. Đồng thời mẹ cần quan sát biểu hiện của trẻ, xem các triệu chứng có thuyên giảm không. Sau khoảng 20 phút các triệu chứng vẫn còn dữ dội thì có thể dùng thuốc cắt cơn lần hai. Đảm bảo trẻ luôn tuân thủ điều trị. Tuân thủ điều trị là điều cần thiết trong quá trình điều trị hen. Bố mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu vai trò của việc dùng thuốc đúng giờ. Đồng thời cần hướng dẫn trẻ cách nhận biết cơn hen cấp và cách sử dụng các dụng cụ hít. Khi hen suyễn được kiểm soát tốt, số thuốc sử dụng có thể giảm và trẻ có thể sinh hoạt như bình thường. Tóm lại, lời giải đáp cho thắc mắc bệnh hen phế quản có nguy hiểm không là có. Các nguy cơ sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu trẻ thường xuyên tiếp xúc với dị nguyên và không tuân thủ điều trị. Vì vậy, ba mẹ cần quan tâm chăm sóc trẻ nhiều hơn. gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.